Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với một series mà anh em rất yêu thích, đó là series top mà những skin súng mà đi kèm với những bộ trang phục tạo nên những cái set đồ tông xuyệt tông. Và hôm nay sẽ là phần 3 nha. Ok, rất nhiều bạn cũng bảo là ui, mấy cái này thì ai chả biết. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bạn cũng chưa biết hoặc chưa có điều kiện để sở hữu skin súng và những trang phục này. Tuy nhiên thì vẫn muốn xem là khi mà chúng kết hợp với nhau thì trông nó sẽ ra sao. Thế nên là mình vẫn sẽ làm series này để phục vụ cho anh em nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với set đồ đầu tiên. Giống như gì mà mình đã minh họa ở đầu video, chúng ta sẽ có đó là bộ sứ giả chiến tranh. Và đây là một bộ đồ đến từ thẻ vô cực. Và cái khẩu súng của bộ đồ này đó chính là khẩu AN94 thảm họa. Nếu mà anh em để ý thì trên thân của khẩu AN94 thảm họa này sẽ có biểu tượng của sứ giả chiến tranh ở trong thẻ vô cực. Còn cái biểu tượng của sứ giả chiến tranh ở trên bộ trang phục nó sẽ nằm ở quyển sách đeo ở bên hông bên phải. Thì cái bộ sứ giả chiến tranh này là nằm trong cái sự kiện thanh trừng lần đầu tiên mang tên là ngày phán xét. Và cái sự kiện thanh trừng này thì nó ra mắt hồi 2019, nó rất là được yêu thích bởi người chơi không chỉ ở Việt Nam như ở trên toàn thế giới nữa. Và cái khẩu AN94 thảm họa này thì nó cũng ra mắt sau khi mà cái thẻ vô cực này ra một thời gian. Nói chung thì cái skin súng này không phải là một skin súng quá mạnh, tuy nhiên thì nó là skin súng huyền thoại đầu tiên của AN94 và trông nó rất ngầu. Thế nên là khi mà ra mắt kết hợp với bộ trang phục này thì cũng có rất nhiều anh em đã nhận ra đây là cùng một bộ. Thực sự thì cái bộ sứ giả chiến tranh này thì nó không được yêu thích cho lắm, tại vì nhờ anh em thì không thích cái phong cách mà hắc ám và phong cách ăn mặc kín từ đầu đến chân. Tuy nhiên thì nó vẫn là một trong bộ đồ theo mình đánh giá là khá ấn tượng. Vào tháng 10 năm 2020 chúng ta có sự kiện đó là ngày Buya. Và cái sự kiện ngày Buya này mang đến cho chúng ta khá nhiều đồ, ví dụ như bom keo Buya, katana Buya. Và trong đó chúng ta có hai bộ đồ, đó là ông hoàng Buya và bộ đồ nữ hoàng Buya. Bộ đồ nữ hoàng Buya chúng ta có thể nhận free, trong đó thì bộ đồ ông hoàng Buya thì chúng ta không được free. Bên cạnh đó thì cũng có một skin đi kèm, thực ra là một vài skin đi kèm chứ không phải là một skin đi kèm đâu. Nhưng tiêu biểu nhất đó là khẩu AUG ngày Buya. Và mình nhớ rằng là cái khẩu AUG này thì như cũng là một trong skin đầu tiên của khẩu AUG ra mắt trong Arena Free Fire thì phải. Và cái skin AUG Buya này theo mình đánh giá nó cũng khá ổn. Nó tăng cho chúng ta sát thương, như là độ chính xác. Tuy là nó không có tốc độ bắn nhưng bắn nó thì vẫn khá ổn. Trong khi đó thì bộ ông hoàng Buya rất là yêu thích ở thời điểm đó. Nó có chữ Buya đằng sau lưng. Và đó là lúc mà bên Arena Free Fire họ bắt đầu tập trung vào quảng bá cho cái chữ Buya. Bây giờ thì sau gần một năm thì cái chữ Buya bây giờ nó trở thành biểu tượng Arena Free Fire rồi. Và đi đâu cũng là Buya. Chúng ta có hẳn một cái nền tảng stream tên là Buya luôn. Cũng như là có rất là nhiều những cái chương trình mà cái chữ Buya này được gắn vào. Thì chính cái bộ đồ này cũng như là cái skin súng này đánh dấu cho việc là đưa cái Buya vào trong Arena Free Fire. Ok, chúng ta sẽ có một cái bộ trang phục tiếp theo đi cùng với khẩu Parafan huyền bí. Thật ra thì cái bộ này còn có thêm cả khẩu súng lục nữa, khẩu G18 thì phải. Và cái bộ huyền bí này thì nó là cái trang, nó là skin súng của trang phục, đó là Chiến binh 34. Thì cái trang phục Chiến binh 34 này thì có lẽ không có nhiều anh em nhớ đến, tại vì thực ra thì nó cũng không đẹp bằng cái bộ Chiến binh 34 ngày xưa. Tuy nhiên thì khi mà nó ra mắt thì nó cũng nằm trong một cái vòng quay lật thẻ và cũng có một vài anh em cũng có chơi. Tuy nhiên thì mình thấy là cả skin súng này lẫn cả trang phục này ấy, nó đều không quá bắt mắt. Thực ra thì mình đã trông chờ một skin 34 mà trông nó diêm dúa hơn, trông nó đẹp mắt hơn. Và sắp tới chúng ta sẽ có một cái thẻ vô cực đến từ cái xứ sở 34, đó là cái thẻ vô cực tôi nghĩ là bên Nga nào dịch là cây đèn thần hoặc là nghìn lẻ một đêm gì đó. Và cái trang phục đó thì rõ ràng nó đẹp hơn so với bộ này khá nhiều. Cái khẩu Parafan này nó cộng chúng ta đó là tầm xa và nó nằm trong vòng quay may mắn vũ khí. Tuy nhiên thì cũng không có nhiều người để ý cho lắm, tại vì thực sự là khi mà mang cái skin súng này thì khẩu Parafan nó bắn cũng không ấn tượng hơn là quá là bao nhiêu. Chưa kể khẩu Parafan cũng không phải là một trong những khẩu súng được yêu thích với người chơi Việt Nam quá nhiều. Chia tay với cả bộ Chiến binh 34 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lễ sinh nhật Free Fire năm 2020, lễ sinh nhật 3 tuổi. Đấy, thì năm ngoái bên Arena Free Fire họ đã gọi là tạo ra một cái phong cách, có thể gọi là phong cách giạp xiếc đi. Và phong cách giạp xiếc này chúng ta sẽ có bộ đồ, đó là bộ đồ tiệc bất ngờ theo phong cách chú hề. Nhưng mà theo phong cách chú hề kinh dị, chúng ta có một bộ đồ nam và một bộ đồ nữ. Bộ đồ nam thì trông khá được và đây cũng là một trong bộ đồ đầu tiên đánh dấu việc chúng ta có cái trang trí mặt. Cái trang trí mặt của bộ đồ này thì theo phong cách nó khá là kinh dị nhưng mà nhiều anh em khá là thích, bởi vì nó đổi luôn cả cái màu mắt của
của nhân vật luôn. Bên cạnh đó thì cái bộ trang phục này nó sẽ tông truyền tông với cả đó là khẩu SKS cuồng loạn, khẩu SKS huyền thoại đầu tiên trong Ghana Free Fire. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì SKS vẫn chưa phải là một súng được yêu thích, bởi vì có quá nhiều súng ngon như AC80 hay là chim có kiến hay là khẩu SVD, nên SKS thì cũng ít người dùng. Bên cạnh đó thì cái skin này nó cũng không phải quá đặc biệt dành cho SKS, nên đâm ra là skin súng này cũng dần dần rơi lãng quên. Và bộ trang phục này thì người ta cũng chỉ nhớ là bộ trang phục của sinh nhật năm ngoái thôi, chứ còn thật ra họ cũng không để ý cho lắm. Chia tay với cả sinh nhật Free Fire năm ngoái, tất nhiên là sinh nhật Free Fire năm nay sẽ đẹp hơn. Chúng ta đến cùng với cả combo Thiên Hồ, một trong những combo đồ phải nói đẹp nhất trong Ghana Free Fire chưa đến giờ. Một cái xưởng chế tác rất là yêu thích bởi anh em, cả bộ Thiên Hồ nam và bộ Thiên Hồ nữ đều đẹp cả. Chúng ta còn có một skin katana Thiên Hồ, và đây là skin katana huyền thoại có thể cầm được ở sảnh chờ. Một khẩu SVD cộng với chúng ta đó là tốc độ bắn khá thơm nha anh em nhé. Đấy, khẩu này bắn khá ngon. Và cuối cùng là khẩu M60 Thiên Hồ cộng xuyên giáp. Thì M60 Thiên Hồ thì có vẻ như nó hơi lép về với SVD, cho dù là M60 Thiên Hồ là súng huyền thoại. Tuy nhiên thì có người ta cũng không khoái lắm sử dụng cái khẩu M60 này. Trong khi đó thì chúng ta có khẩu SVD Thiên Hồ này bây giờ còn khá nhiều người dùng, vì đây là khẩu SVD hiếm hoi mà nó tăng cho chúng ta đó tốc độ bắn. Thậm chí là khẩu SVD này còn được dùng nhiều hơn cả khẩu Samurai là cái khẩu huyền thoại của nó nữa. Trong khi đó chúng ta cũng có một thanh katana rất đẹp, mình có thể xếp vào đây nằm trong top 5 katana đẹp nhất trong Ghana Free Fire, đó là thanh katana Thiên Hồ. Thanh này nó có hiệu ứng trông nó khá là ngầu, khi mà rút bao kiếm ra nó có những cái cánh hoa đào nó bay bay. Đấy, rất xịn sò luôn. Bộ Thiên Hồ này hồi đó mình tham gia để quảng bá cho Ghana Free Fire. Ok, chúng ta quay trở lại với sự kiện ngày phán xét thì chúng ta có đó là cái kẻ thanh trừng. Đó, kẻ thanh trừng này là một trong tứ kỵ sĩ của cái ngày phán xét năm 2019, và đi kèm với cả trang phục này thì đó là cái khẩu UMP. Khẩu UMP thanh trừng này thì cái khẩu UMP này nó đã hai lần được phát miễn phí ở trong Ghana Free Fire. Khẩu này tên là khẩu UMP thảm họa thì phải. Và cái khẩu UMP này ấy, thì trên thân súng của nó thì nó có biểu tượng của kẻ thanh trừng, và chúng ta có thể xem lại cái biểu tượng này ở ngay trên cái phần ngực của cái nhân vật này. Cái bộ trang phục này là một bộ trang phục mà nhiều anh em ở thời đó khá thích dùng, vì trông nhân vật của chúng ta nó gầy hơn so với bình thường. Đấy, gầy Desdemona luôn anh em ạ, gầy cực kỳ luôn. Đấy, gầy như kiểu là 7 ngày nhịn đói luôn. Và cái bộ trang phục này thì nó khá là hợp với cả cái skin súng này. Skin súng này thì đã phát miễn phí tới 2 lần ở server Việt Nam rồi, thế nên tôi nghĩ là nó cũng là một trong những cái dạng skin súng quốc dân. Còn bộ trang phục này cũng đã bán lại được vài lần. Tuy nhiên thì bộ trang phục này nó không phải quá bắt mắt, và anh em chúng ta thường hay thích những trang phục cute hụt me hơn, thế nên là bộ trang phục này thì ít người dùng, nhưng khẩu UMP này thì lại khá là phổ biến. Ok, con dê, chúng ta cùng nhau chuyển qua bộ trang phục tiếp theo, đó là Boxing King. Bộ trang phục này thì nó ra ở trong cái sự kiện đợt trước mà có nhân vật nam và nhân vật nữ đấm nhau ấy. Thế thì cái bộ đồ này, bộ Boxing King này ấy, thì nó cũng theo phong cách là kiểu một cái tay đấm ấy, một tay đấm đường phố, một tay đấm quyền anh đường phố. Bộ này thì nó có một cái phong cách ăn mặc khá đẹp. Đi cùng với nó thì đó là hai skin súng, một là khẩu plasma gun, khẩu súng siêu nhiệt Boxing King, thì đó là skin súng thường. Còn skin súng huyền thoại của nó thì là khẩu MP5. Khẩu MP5 này thì về cơ bản là chỉ số của nó cũng được, một chỉ số cộng sát thương cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì sau này tất nhiên nó không thể bằng cái khẩu phẫn nộ cộng tốc độ bắn được. Về cơ bản thì bộ Boxing King này khá đẹp, và nó được bán lại ở trong Ghana Free Fire vài lần rồi. Đợt trước thì cái bộ này nó được đưa vào trong sự kiện vote giá rẻ, và cũng khó khá nhiều anh em vote để cho mua nó với một cái giá khá rẻ. Mình nhớ là nó nằm ở trong cái sự kiện vote 99 kim cương. Tuy nhiên thì nó bị thua so với những cái hòm súng, và đó lý do vì sao mà mọi người không sở hữu cái bộ này với giá 99 kim cương. Nhưng mà nó cũng đã được bán rẻ trong Ghana Free Fire vài lần rồi, và tôi thấy cũng có khá nhiều người sử dụng bộ này. Về cái bộ trang phục này thì có cái quần trông khá là ok, cộng thêm cái áo cũng được. Chỉ có cái tóc thì trông hơi dị một tí với cái vương miện. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều anh em cũng thích dùng cái bộ này. Combo tiếp theo mà chúng ta sẽ đến đó chính là combo thỏ phục sinh. Đấy, bộ này thì anh em hay gọi là bộ AS Mobile, tại vì là bộ này thì không biết tại sao nhưng mà anh chàng streamer nổi tiếng nhất của Free Fire Việt Nam đó AS Mobile rất thích dùng cái đầu thỏ này. Đấy, thế nên chúng ta hay gọi bộ này là bộ đầu thỏ AS Mobile. Thực tế thì bộ này nó là bộ đồ ở trong sự kiện phục sinh năm 2019, và cái thời điểm đó thì cái bộ đồ phục sinh này nó là đi kèm theo một cái sự kiện đi vẽ trứng, nhưng mà tôi nhớ không nhầm. Và sau đó
đó thì cái khẩu cùng thời điểm đó thì chúng ta có cái khẩu MP10 phục sinh này. Khẩu này trên thân nó có hình con thỏ và nó cũng là cái chuyện con thỏ đi tìm cái quả trứng phục sinh, giống như là trong cái truyền thuyết ở bên châu Âu. Trở lại với cả cái khẩu phục sinh này thì đây được coi là một trong những khẩu súng MP40 rất là yêu thích ở Ghana Free Fire, bởi vì nó cộng chúng ta đó là tầm xa, nên là nhiều anh em nói là cầm khẩu này vuốt tâm vào đầu các kiểu đà điểu thì nó phải gọi là đỉnh của chóp. Và khẩu này rất được anh em yêu thích dành cho anh em mà có thời kỳ kéo đầu, kéo tâm, kéo các kiểu đà điểu, bởi vì cái xác suất mà kéo tâm vỡ đầu đối phương là rất cao. Tôi không biết tại sao nữa, có thể khẩu này nó được thiết kế để dành cho việc kéo tâm hay chăng, bởi vì là bản thân tôi bắn tôi thấy là cũng kéo tâm được nhiều. Và đây là một combo mà trông nó phải gọi là khá đẹp đi. Chia tay với cả đầu thỏ SMY, chúng ta cùng nhau đến với bộ chế tác mới ra trong Ghana Free Fire, đó là bộ Ma Vương xuất kích. Cái bộ Ma Vương này ấy, thì thực tế thì tên nước ngoài của nó là bộ Opera. Đấy là bộ gọi là kinh kịch ở bên Trung Quốc, nhưng mà có lẽ bên Việt Nam sửa lại thì Ma Vương nghe cho nó ngầu hơn. Thì bộ này nó nằm trong cái sửa chế tác mới ra, và bộ này có một cái hiệu ứng là khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ có những cái lá cờ kinh kịch ở đằng sau lưng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có đó là một cái skin súng ra mắt ở trong vòng quay bắn súng, và khiến nó khá nhiều người bất ngờ khi mà cái khẩu M82B Ma Vương này nó lại chỉ là một súng thường thôi mà xuất hiện trong vòng quay súng. Và sau 55 vòng quay thì đến cái vòng quay thứ 56 chính là khẩu M82B này thì bên Ghana đã đưa vào đó là một skin súng thường. Thực ra ấy thì cái bộ này còn có một khẩu nữa, đó khẩu Rosa Ma Vương, tuy nhiên thì không rõ lý do vì sao bên Ghana không đưa khẩu đó trong vòng quay súng, mà có lẽ là họ nghĩ rằng là cái khẩu M82B nó sẽ hot hơn hay chăng, hoặc họ sẽ tách cái khẩu Rosa Ma Vương ra để bán trong một sự kiện khác. Thì chúng ta cũng sẽ chờ xem là bao giờ thì cái khẩu Rosa ra mắt để mua được nha. Trong khi đó thì chúng ta cũng có một cái combo khá đẹp. Thực ra thì chính cái bộ khẩu M82B nó đã xuất hiện trong cái chế tác Ma Vương. Dưới cái dạng có cái một cái đoạn phim ngắn này anh em. Và cái combo này thì mình đánh giá là trông nó cũng khá hợp thời. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với vị trí cuối cùng ở trong video clip của chúng ta ngày hôm nay. Một vị trí mà mình sẽ trang trọng dành cho bộ One Punch Man. Đây là bộ đồ Saitama, hay là Việt Nam sẽ dịch là bộ đồ Thánh Phong. Thì bộ đồ Thánh Phong này ra mắt trong cái sự kiện kết hợp giữa Free Fire cũng như là cái One Punch Man, hay chúng ta hay quen gọi là sự kiện Thánh Phong, thanh niên một đấm chết luôn. Thì đây là bộ trang phục mà mô phỏng lại giống hệt 100% trang phục của Thánh Saitama ở trong bộ truyện One Punch Man, một siêu anh hùng mà có thể một đấm có thể cân hết tất cả các thể loại quái vật các thứ. Và đọc truyện đó thì cái nhân vật chính lại quá mạnh so với cả tất cả nhân vật phụ, và thường người ta chủ yếu là theo dõi câu chuyện các nhân vật phụ, còn nhân vật chính mỗi lần xuất hiện thì coi như anh ta dẹp hết tất cả mọi thứ ở trong game, trong cái câu chuyện đấy luôn. Và cái bộ đồ One Punch Man này thì nó đi kèm với một khẩu súng, đó là khẩu M1887 One Punch Man, hay bên Việt Nam dịch là M1887 Thánh Phong. Khẩu này thì nó tăng cho chúng ta đó là hai thời gian thay đạn, hai tốc độ thay đạn, nên khẩu này thay đạn rất nhanh. Một trong những khẩu súng rất là yêu thích dành cho anh em solo, tại vì là rõ ràng là với M1887 thì khi mà thay đạn nhanh thì bạn hoàn toàn có thể dồn sát thương chết đối phương. Tuy nhiên thì ở thời gian này thì M1887 nó liên tục bị giảm sức mạnh, và đó lý do vì sao những cái khẩu như là khẩu Hy Vọng hay là khẩu One Punch Man này bây giờ nó không được yêu thích quá nhiều nữa. Bởi vì bây giờ có thay đạn nhanh, bắn đến 3-4 phát đối phương vẫn chưa chết thì giải quyết được vấn đề gì? Người ta lại bắt đầu chuyển qua chuộng mấy cái khẩu đó là tăng sát thương hơn, và hoặc là tăng tốc độ bắn để dồn đam tốt hơn. Thì cái khẩu One Punch Man này ở trong một thời kỳ nó cũng là một cái hàng khá hot trong Ghana Free Fire. Tuy nhiên thì để sở hữu được cái khẩu One Punch Man này cũng như là cái bộ đồ Saitama này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ bên Ghana họ tái hợp tác với One Punch Man. Còn nếu không, nếu như Ghana Free Fire không bán lại đổi nữa thì hai cái đồ này chính thức sẽ trở thành những cái bộ đồ rất hiếm trong Ghana Free Fire. Ok, và đó là thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Và anh em còn có những bộ đồ nào mình chưa liệt kê không, hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Đừng quên like và subscribe kênh của Ria Gaming nếu bạn thấy kênh của mình bổ ích nha. Còn bây giờ thì bye bye.